Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối nay, Chủ nhật ngày 14 tháng 7 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thời sự tối nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Bế mạc liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 16, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên có hai tác phẩm đoạt giải vàng tại liên hoan. Tiến độ giải ngân đầu tư công của tỉnh 6 tháng đạt thấp, cần nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công trong các tháng cuối năm. Hướng tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên phản ánh về vai trò chức sắc tôn giáo với các phong trào cơ sở. Lễ xuất quân lớp học kỳ quân đội hè 2024. Trải nghiệm tour du lịch sông Hồng. Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại thành phố Thanh Hóa diễn ra lễ bế mạc và trao giải liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 16 năm 2024. Dự lễ bế mạc có các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Đỗ Tiến sĩ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa và đông đảo phóng viên, nhà báo đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước, các đơn vị của Đài Tiếng Nói Việt Nam và Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, Công an Nhân dân. Liên hoan phát thanh toàn quốc là hoạt động nghiệp vụ của ngành phát thanh Việt Nam được tổ chức định kỳ 2 năm một lần nhằm phát hiện, tôn vinh những tác giả tác phẩm xuất sắc của những người làm báo phát thanh cả nước. Liên hoan năm nay được tổ chức tại tỉnh Thanh Hóa với chủ đề Phát thanh Việt Nam đa dạng trong chuyển đổi số. Tham gia liên hoan có 81 đơn vị với 380 tác phẩm thuộc 6 thể loại: phóng sự, chương trình chuyên đề, phỏng vấn, chương trình phát thanh tiếng dân tộc, câu chuyện truyền thanh, chương trình phát thanh trực tiếp. Ngoài ra còn 5 hạng mục giải thưởng phụ, ban tổ chức trao 28 giải vàng, 58 giải bạc, 71 giải đồng cho các tác phẩm đoạt giải. Tại liên hoan, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên có 5 tác phẩm đoạt giải, trong đó lần đầu tiên đài có 2 tác phẩm đoạt giải vàng là tác phẩm Nhãn Hưng Yên xuất ngoại, đoạt giải vàng ở thể loại phát thanh trực tiếp, tác phẩm Cần làm gì khi con yêu sớm đoạt giải vàng ở thể loại chuyên đề. Theo Kho bạc Nhà nước tỉnh Hưng Yên, tỷ lệ giải ngân của tỉnh 6 tháng đầu năm mới đạt gần 17% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Trước tình hình này, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có công văn yêu cầu các sở ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ đầu tư dự án tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công. Đến nay, vốn ngân sách trung ương giải ngân đạt gần 12% kế hoạch, vốn ngân sách địa phương giải ngân đạt hơn 17% kế hoạch. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị địa phương và chủ đầu tư xác định giải ngân đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, cần tập trung ưu tiên để đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Các địa phương, đơn vị tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai dự án. Xác định giải phóng mặt bằng là khâu then chốt, huy động cả hệ thống chính trị tham gia, thực hiện phương châm có mặt bằng sạch đến đâu, bàn giao ngay cho nhà thầu đến đó. Sở Xây dựng phối hợp với các sở ngành liên quan kịp thời công bố chỉ số giá xây dựng, giá vật liệu xây dựng, đơn giá nhân công xây dựng đảm bảo đầy đủ phù hợp với giá thị trường, đúng quy định pháp luật. Chủ động phối hợp với các địa phương lân cận có nguồn mỏ vật liệu đất cát để cung ứng cho các dự án lớn trọng điểm của tỉnh. Kết quả giải ngân của dự án là căn cứ để đánh giá bình xét thi đua của các cơ quan, đơn vị và mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2024 của người đứng đầu. Những ngày này, người dân xã Minh Châu, huyện Yên Mỹ đang rất vui mừng phấn khởi bởi sau nhiều năm mơ ước, các con đường giao thông nông thôn của xã đã được nâng cấp mở rộng, tạo tiền đề cho phát triển kinh tế của địa phương. Vận chuyển khó khăn, ô tô không thể vào ngõ, nên ngay sau khi nhận được chủ trương mở rộng đường giao thông nông thôn kết nối giữa hai thôn Bắc Khu và Xuân Lai, gia đình ông Hảo tự nguyện hiến trên 80 mét vuông đất ở phục vụ dự án nâng cấp mở rộng đường từ 2 mét lên 5 mét. Cùng với gia đình ông Hảo còn có trên 80 hộ gia đình cũng phá dỡ tường bao công trình phụ để mở rộng tuyến đường này. Bản thân gia đình nhà tôi là có hai suất đất hai bên đường, là ta hiến đất, bây giờ giải phóng mặt bằng, là cái con đường bây giờ rộng trên 5 mét, xe cộ bây giờ đi là thuận tiện và thoải mái lắm, ô tô vào tận ngõ. Tương tự như vậy, ngay sau khi được thông báo nâng cấp mở rộng đường trong khu dân cư, gần 100 hộ dân thôn Quảng Uyên cũng tự phá dỡ tường bao, hiến hàng nghìn mét vuông đất ở, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Nhờ đó, chỉ trong vòng 2 năm, trong thôn đã có 10 tuyến đường được nâng cấp mở rộng, trong đó có tới 8 tuyến được trải asphan. Sách của Đảng và Nhà nước làm cho đường xá khang trang sạch đẹp này là người dân chúng tôi cảm nhận được là rất hạnh phúc, sản xuất, vận tải, vận chuyển các cái hàng hóa, bà con đi lại rất là thuận tiện. Từ năm 2023 đến nay, xã Minh Châu đầu tư trên 70 tỷ đồng
từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất để nâng cấp xây mới trên 5 km đường giao thông nông thôn. Các tuyến đường được mở rộng trung bình lên từ 4 đến 5 mét, được đổ bê tông hoặc trải asphalt có hệ thống thoát nước. Góp phần hoàn thành các dự án trên có sự đóng góp rất lớn của trên 200 hộ gia đình hiến gần 2.000 mét vuông đất và nhiều tài sản trên đất. Có được tuyến đường như thế là cũng phải nhờ vào sự ủng hộ của nhân dân. Chúng tôi phân công tất cả các ban ngành tuyên truyền về cái chủ trương xây dựng nông thôn mới. Hầu như người dân đều ủng hộ. Chúng tôi cũng đã xã hội hóa là ở trong thôn Bắc Khu ủng hộ là tầm trên 100 triệu hỗ trợ xây tường. Ngoài thành công trong vận động nhân dân mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn, xã Minh Châu còn hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng hai dự án trọng điểm qua địa bàn là dự án đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên kéo dài và dự án nâng cấp mở rộng đường DT382B nhánh phải với tổng diện tích gần 10 ha của gần 200 gia đình, trong đó có 28 hộ có đất ở. Nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Hưng Yên đã chủ động đề xuất cấp ủy phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên phát huy vai trò các tôn giáo tham gia góp ý vào những vấn đề quan trọng của tỉnh. Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh tích cực đổi mới và có nhiều hình thức phù hợp linh hoạt, tạo gắn kết giữa cấp ủy chính quyền với tổ chức tôn giáo và giữa các tôn giáo, tổ chức đoàn thăm tặng quà các vị chức sắc tiêu biểu nhân dịp các ngày lễ trọng, lễ Phật đản, lễ Noel, lễ Phục sinh, Tết Nguyên đán, thường xuyên tiếp xúc lắng nghe tâm tư nguyện vọng của đồng bào các tôn giáo, phát huy người có uy tín, chức sắc, chức việc các tôn giáo, phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình, mô hình hiệu quả của các tôn giáo trong các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, tăng cường vai trò của các tôn giáo trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, các hoạt động nhân đạo từ thiện, phòng chống dịch COVID-19, chấp hành bàn giao mặt bằng để thực hiện các công trình dự án, nhất là các dự án trọng điểm của tỉnh như dự án đường Vành đai 4, đường kết nối di sản. Thưa quý vị và các bạn, xác định tầm quan trọng của tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Thời gian qua, các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ông Đình, huyện Khoái Châu luôn quan tâm đến việc bảo vệ môi trường, tạo dựng cảnh quan môi trường nông thôn. Nhờ vậy, diện mạo làng quê nơi đây ngày càng đổi mới, sáng xanh sạch đẹp. Trước đây, công tác bảo đảm vệ sinh môi trường chưa được gia đình bà Lê Thị Hồng chú trọng, đặc biệt là thói quen thu gom rác thải tại gia đình, ngoài đồng ruộng, nơi công cộng để xử lý. Nhưng thời gian qua, khi được các đoàn thể trong xã tuyên truyền phổ biến nhiều phong trào như ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh, phân loại xử lý rác thải tại nguồn, nhà sạch, vườn đẹp, qua đó việc giữ gìn vệ sinh môi trường tại gia đình đã đi vào nền nếp, hiệu quả. Từ khi mà thực hiện các chương trình ấy thì nói chung là người dân chúng tôi nhận thấy là trước mắt là nói dụ những cái bộ phận đi thu rác thải là người ta đã nhẹ đi bao nhiêu. Thế mà trong gia đình thì phân loại được, nó không có cái mùi, cái không khí môi trường rất sạch sẽ, ra ngoài là cảnh quan là tuyệt vời. Ao hồ có vai trò rất quan trọng trong sản xuất, đời sống đối với con người. Để bảo vệ, giữ gìn, phát huy giá trị của ao hồ, vừa qua, nhân dân thôn 1 chung tay xã hội hóa 400 triệu đồng để cải tạo kè, xây dựng lan can, trồng hoa dưới nước và xung quanh ao. Ngày trước thì cái ao này nó rất là bẩn, từ ngày mà cải tạo cái ao là môi trường rất là sạch sẽ, cái không khí trong làng ai đi qua cũng bảo là ô, cái ao này xuống tệ thế. Có thể thấy, việc xây dựng cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp đã mang đến luồng sinh khí mới cho xã Ông Đình. Đến nay, xã duy trì hoạt động của 5 tổ thu gom rác thải, tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom đạt trên 98%. Trong thời gian vừa qua thì hội phụ nữ chúng tôi cũng triển khai rất là nhiều những cái mô hình để liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trường. Ví dụ như là thành lập câu lạc bộ phụ nữ hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần. Mô hình phụ nữ thực hiện phân loại xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình thì đạt hiệu quả rất là cao. Hiện tại là có khoảng 50% số hộ là thực hiện. Chúng tôi vẫn đang làm men IMO để phát cho các hộ gia đình. Hiện nay, xã đặt trên 50 bể chứa vỏ bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật ngoài đồng. 100% các tuyến đường thôn xóm, đường trục chính của xã đã được bê tông hóa, mặt đường rộng từ 4 đến 5 mét. Các tuyến đường đều có bóng cây xanh hoặc trồng hoa hai bên đường, không có rác thải.
đây tại thôn Bối Khê, xã Bãi Sậy, huyện Ân Thi thường xuyên kiến nghị vì tình trạng rác thải chậm đưa đi xử lý, tồn đọng trong khu dân cư. Tuy nhiên, khoảng một năm trở lại đây, với nhiều giải pháp cụ thể, tình trạng trên đã được cải thiện đáng kể. Bà Thúy là một trong những hộ đầu tiên của xã Bãi Sậy thực hiện phân loại và xử lý rác thải tại nhà. Khoảng một năm nay, gia đình bà không phải sử dụng phân hóa học cho vườn rau nhà mình, thay vào đó là phân hữu cơ được ủ từ rác thải, lá cây, cỏ dại, vỏ trái cây, thức ăn thừa. Tất cả những loại rác hữu cơ này đều được thu gom và xử lý bằng men vi sinh. Sau vài tháng đã trở thành phân bón cho cây trồng, một số rác thải vô cơ được tận dụng để tái chế. Lượng rác thải ra môi trường giảm từ 50 đến 60%. Trước kia thì là cứ 3 ngày là lại phải mang ra bãi rác rồi. Bây giờ thì chỉ có nhựa không thì cái khi một tuần mới phải mang ra bãi rác thôi. Đỡ đi được rất nhiều. Nhận thấy hiệu quả, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Bãi Sậy chỉ đạo Hội Phụ Nữ nhân rộng mô hình thôn Bối Khê được chọn làm điểm. 300 hộ tham gia được hỗ trợ 100.000 đồng một tháng, được trang bị kiến thức tự làm men vệ sinh, kỹ thuật ủ rác. Đến nay khi không còn được hỗ trợ, cơ bản các hộ vẫn tiếp tục duy trì mô hình. Một số hộ không có nhu cầu sử dụng phân bón hữu cơ cũng chủ động phân loại rác để các hộ khác thu gom xử lý. Từ đó, các thôn khác cũng xuất hiện các mô hình học tập. Nhờ đó, tình trạng rác thải bừa bãi trong khu dân cư đã giảm thiểu đáng kể. Lượng rác thải ra môi trường ấy thì nó hạn chế đi. Chị em người ta học nhau, rất là nhiều nhà mà người ta không có vườn. Thì chỉ cần họ phân loại thôi thì chị em mà khi đã phân loại mà đưa vào cái mô hình xử lý bằng chế phẩm IMO ấy, đi qua họ thấy tiếc luôn, họ xin luôn, nhận luôn. Thời gian qua, xã Bãi Sậy đã đầu tư khoảng 3 tỷ đồng từ ngân sách xã để xóa bỏ một số bãi rác tự phát trong các khu dân cư. Xã cũng đầu tư xây dựng 2 bãi rác tập trung của toàn xã, sửa chữa, làm mới con đường ra các bãi rác này, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bảo vệ môi trường. Hàng tháng thì chúng tôi là có chuyên đề cắt cử cái lực lượng công an, đặc biệt là công an viên của địa phương ấy, phát hiện là những hộ vi phạm vứt rác bừa bãi, nhắc nhở trực tiếp trên loa của xã. Nếu mà vi phạm nhiều lần chúng tôi sẽ xử phạt hành chính. Trong bối cảnh các điểm tập kết rác, các nhà máy xử lý rác đang quá tải thì việc phân loại và xử lý rác thải tại gia đình là biện pháp hiệu quả nhằm giảm thiểu số lượng rác sinh hoạt, hạn chế tình trạng ùn ứ trong khu dân cư. Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, tiến tới chấm dứt tình trạng xây dựng không phép, sai phép, thời gian qua thị xã Mỹ Hào đã tuyên truyền phổ biến pháp luật về cấp phép xây dựng và siết chặt quản lý trên lĩnh vực này. Thực hiện nghiêm công tác cấp giấy phép xây dựng, quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, 6 tháng đầu năm, thị xã Mỹ Hào cấp 180 giấy phép xây dựng, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự xây dựng đối với 4 trường hợp với tổng số tiền 520 triệu đồng. Điển hình như phường Nhân Hòa có 42 trường hợp xây dựng, trong đó đã cấp được 23 giấy, đạt 100%. Số còn lại đều nằm trong các khu đô thị đã được phê duyệt quy hoạch xây dựng như khu đô thị Phúc Thành, Lạc Hồng hay khu bến xe. Việc tăng cường các biện pháp không chỉ nhằm chấn chỉnh công tác quản lý trật tự xây dựng mà còn là giải pháp thiết thực mang tính đồng bộ khoa học trong công tác quy hoạch đô thị trong thời gian tới. Sáng nay tại hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, tỉnh đoàn phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức lễ xuất quân lớp học kỳ quân đội năm 2024. Với chủ đề mùa hè quân ngũ, trong thời gian 7 ngày, học viên được học tập rèn luyện theo nhóm nội dung chính, cụ thể như làm quen môi trường quân đội, trải nghiệm trở thành người lính, hiểu biết cơ bản về truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam và các hoạt động văn hóa thể thao, tăng gia sản xuất, các trò chơi dân gian. Qua đó giúp các em có thêm kỹ năng sống độc lập, phát triển tư duy sáng tạo để tự chăm sóc, bảo vệ bản thân, bố trí thời gian hợp lý giữa học và chơi, được hướng dẫn kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn, làm việc nhóm, định hướng nghề nghiệp việc làm và những bài học cảm nhận về gia đình, cách quan tâm chia sẻ. Ngoài ra, các học viên còn được tham quan trải nghiệm thực tế tại một đơn vị chiến đấu. Nhằm phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong tham gia đảm bảo an ninh trật tự, vừa qua, Ủy ban Nhân dân xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên tổ chức hội nghị công an lắng nghe ý kiến nhân dân năm 2024. Với tinh thần dân chủ cởi mở,
hội nghị nhận được 5 ý kiến đóng góp phản ánh trực tiếp từ quần chúng nhân dân, tập trung vào các nội dung tình trạng thanh niên tụ tập đua xe, nẹt bô, điều khiển xe với tốc độ cao, lạng lách đánh võng xảy ra trên địa bàn, công tác phòng cháy chữa cháy tại hộ gia đình, thắc mắc về luật căn cước mới, một số đối tượng vẫn sử dụng ma túy khi đã và đang điều trị bằng methadone, cần đưa đi cai nghiện tập trung. Làm thế nào để người dân biết bản thân vi phạm trật tự an toàn giao thông và bị phạt nguội? Với tinh thần cầu thị thẳng thắn, đại diện lãnh đạo Công an thành phố Hưng Yên trực tiếp trả lời giải đáp các ý kiến của nhân dân, đồng thời nghiêm túc tiếp thu những ý kiến về một số mặt còn tồn tại hạn chế để khắc phục chấn chỉnh trong thời gian tới. Trước diễn biến bệnh sởi, ho gà tại một số tỉnh thành phố đang có diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn, giảm thiểu tới mức thấp nhất nguy cơ lây nhiễm và bùng phát dịch trong cơ sở khám bệnh chữa bệnh, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương lập kế hoạch và triển khai thực hiện các hoạt động phòng chống sởi, ho gà trên địa bàn tỉnh, bao gồm cả hoạt động tiêm chủng, chỉ đạo các đơn vị y tế dự phòng giám sát, phát hiện kịp thời các trường hợp mắc mới, tiến hành điều tra xác định nguồn lây, tổ chức khoanh vùng xử lý khi có ổ dịch sởi, ho gà. Các bệnh viện thực hiện tốt công tác thu dung người bệnh sởi, ho gà, điều trị kịp thời, hạn chế tối đa các trường hợp chuyển nặng, tử vong, thực hiện nghiêm quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn, không để lây nhiễm chéo và xảy ra các ổ dịch sởi, ho gà tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh. Giám đốc Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, thủ trưởng y tế các ngành thực hiện tốt kế hoạch tiêm chủng sởi, ho gà năm 2024 và triển khai tốt công tác tiêm chủng thường xuyên hàng tháng cho các đối tượng thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng. Các bệnh viện tuyến Trung ương kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống dịch của đơn vị, chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch dự phòng và ứng phó với dịch bệnh theo các mức độ, quy mô của dịch. Bộ Y tế cũng yêu cầu sẵn sàng các khu vực cách ly điều trị hoặc cách ly tạm thời cho người nhiễm bệnh, người nghi nhiễm sởi, ho gà tùy theo quy mô và chỉ đạo của chính quyền, cơ quan quản lý y tế địa phương, tiến hành điều tra dịch ngay khi có ca bệnh sởi, ho gà đầu tiên. Phần cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng với phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên và du khách trải nghiệm tour du lịch sông Hồng để tham quan một số di tích nổi tiếng tại Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại khu vực bờ sông của đền Đa Hòa, xã Bình Minh, huyện Khoái Châu. Và tại đây hôm nay thì đang đón một đoàn du khách từ Hà Nội theo tour du lịch sông Hồng đến đây tham quan và trải nghiệm. Trong lần trở về quê ngoại tại thành phố Hà Nội thăm người thân năm nay, anh Charlie hiện đang sinh sống tại thành phố London, nước Anh, có dịp cùng gia đình trải nghiệm chuyến du lịch sông Hồng. Lần đầu tiên được tới tham quan tại đền Đa Hòa và nghe thiên tình sử Chử Đồng Tử Tiên Dung đã để lại cho Charlie nhiều ấn tượng sâu sắc. Tôi rất thích khi được đến thăm đền Đa Hòa, một nơi rất đẹp và đậm chất Việt Nam. Kiến trúc này tôi không thể tìm thấy ở các nước châu Âu. Nếu có dịp tôi chắc chắn sẽ quay trở lại đây, một nơi thiên nhiên rất đẹp và con người thân thiện. Còn với em Tùng Anh, đây là lần thứ hai em tham gia trải nghiệm chuyến du lịch sông Hồng và cũng là lần thứ tư đến Hưng Yên. Tùng Anh luôn cảm thấy thích thú với những trải nghiệm và không gian tại mảnh đất này. Tour như này thì nó cũng là một cái trải nghiệm mới. Em nghĩ là nếu mà khai thác được nhiều địa điểm hơn thì nó một tour dài hơn tí thì nó tuyệt vời hơn. Du lịch trải nghiệm sông Hồng là tour du lịch đã được tổ chức nhiều năm cho du khách từ khu vực Hà Nội tham quan, trải nghiệm nhiều điểm dọc tuyến sông Hồng và đến Đa Hòa, xã Bình Minh, huyện Khoái Châu là điểm tại tỉnh Hưng Yên được lựa chọn để tour đưa du khách tới. Với đặc điểm đi trong một ngày, trải nghiệm du thuyền trên sông và tới với điểm di tích lịch sử, tour du lịch trải nghiệm sông Hồng thu hút khá nhiều du khách tham gia, đặc biệt là các gia đình quanh khu vực Hà Nội. Đi tour du lịch sông Hồng, cái thứ nhất là cũng gần, cái thứ hai nữa là cũng có nhiều điểm du lịch đến đền và để các cháu am hiểu hơn về di tích lịch sử. Chúng tôi cũng đã đưa được rất nhiều lượt khách đến với các cái ngôi đền thuộc về thành phố Hưng Yên. Ví dụ như là đền Trần, đền Mẫu, rồi đến chùa Chuông, rồi đi thăm văn miếu Xích Đằng. Đem lại cho khách cái sự trải nghiệm, cảm nhận được cái vùng quê của Hưng Yên rất là giàu văn hóa. Hy vọng trong thời gian tới sẽ có nhiều địa danh dọc sông Hồng của tỉnh Hưng Yên được kết nối và trở thành nơi có thể đón thêm nhiều du khách về tham quan và trải nghiệm, để du khách có cơ hội tìm hiểu những địa danh này của tỉnh Hưng Yên, đồng thời đưa du lịch Hưng Yên ngày càng phát triển. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.